Đan chỉ collagen được xem là phương pháp trẻ hóa da hiện đại, đang được nhiều chị em lựa chọn. Đây là một phương pháp làm đẹp không cần phẫu thuật, giúp cho da căng đẹp, không còn nhăn nheo hay chảy xệ. Căng chỉ collagen, còn gọi là cấy chỉ hay căng chỉ sinh học, căng chỉ nội khoa là tên thường gọi của dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng chỉ sinh học. Đây là phương pháp căng da, không cần phẫu thuật trên mặt. Bác sĩ sẽ đưa những sợi chỉ sinh học vào dưới da để kéo căng và nâng vùng da bị chảy xệ. Sợi chỉ sinh học sau khi được đưa vào dưới da sẽ có thể tạo thành lớp dưới, giúp cho làn da trùng nhão của bạn sẽ được kéo căng ngay lập tức và không còn tình trạng chảy xệ hay nhăn nheo. Đồng thời, sợi chỉ kích thích sản sinh collagen từ bên trong. Phương pháp căng chỉ collagen ra đời đã hoàn toàn chinh phục được giới nghệ sĩ và chị em phụ nữ đang tìm kiếm phương pháp làm đẹp cho mình. Hiện nay, căng chỉ collagen là công nghệ căng da mặt hiện đại và hoàn toàn không phẫu thuật, không xâm lấn, không gây đau, không để lại sẹo và ít biến chứng, không gây hại, thành phần chỉ hoàn toàn tự nhiên. Kỹ thuật căng chỉ collagen yêu cầu bác sĩ thực hiện phải có tay nghề cao và nhiều năm kinh nghiệm. Đồng thời, thành công của một ca căng chỉ còn phụ thuộc vào trang thiết bị máy móc, công nghệ của cơ sở thẩm mỹ. Chỉ cần một trong số các yếu tố trên không đảm bảo, thì phương pháp căng chỉ collagen được cho là an toàn cũng có thể dẫn đến một số biến chứng. Một trong những địa điểm uy tín mà các chị em thường rủ nhau đến thực hiện phương pháp căng chỉ collagen đó là Beauty Image Cosmetic, tọa lạc trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 10 năm ra đời và phát triển kinh doanh cùng sứ mệnh mang vẻ đẹp làm đẹp cho phụ nữ, Beauty Image Cosmetic đã trở thành một thương hiệu uy tín với người tiêu dùng. Không gian thiết kế sang trọng và đẳng cấp theo tiêu chuẩn 5 sao. Beauty Image Cosmetic hiện đang là một trong những địa chỉ chăm sóc và điều trị da kéo chỉ danh tiếng, được đông đảo khách hàng trong và nước ngoài tin tưởng lựa chọn. Công nghệ căng chỉ này cũng đang phổ biến ở cả nước châu Á rất là nhiều. Công nghệ căng chỉ này là không có cần dùng dao kéo nhiều. Và Kevin rất tự tin vào những công nghệ của bên Beauty Image. Nói về căng chỉ, có nhiều đội ngũ bác sĩ từ New York, từ California đã làm việc hợp tác với Beauty Image trên 10 năm nay. Không chỉ đầu tư hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ thiết bị công nghệ cao, Beauty Image Cosmetic còn sở hữu đội ngũ y bác sĩ danh tiếng có nhiều năm kinh nghiệm. Ngoài ra, các chuyên viên spa tại thẩm mỹ viện cũng đều là những người có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, đánh dấu bước phát triển toàn diện và mang giá trị hình ảnh chất lượng đến người tiêu dùng. Vừa qua, Beauty Image Cosmetic đã chính thức ký kết và mời nữ diễn viên Thái Lan Santa Sararoy làm đại sứ thương hiệu toàn cầu. Tôi rất vui mừng và vinh hạnh khi làm đại sứ thương hiệu của Image Cosmetic. Đây là một thương hiệu uy tín và đầy trách nhiệm. Tôi nghĩ với trách nhiệm mang các giải pháp làm đẹp an toàn cho phụ nữ, Image Cosmetic sẽ còn phát triển nhanh và mạnh hơn nữa, có nhiều giải pháp tối ưu hơn nữa cho ngành làm đẹp. Những phương pháp làm đẹp không xâm lấn hiện đại đang thu hút rất nhiều chị em tìm đến bởi sự nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Tại Beauty Image Cosmetic, ngoài phương pháp căng chỉ collagen, một số liệu trình chăm sóc da làm đẹp từ công nghệ từ Hàn Quốc và Nhật Bản với nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm, vững chuyên môn cũng được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Cái công nghệ kỹ thuật căng chỉ collagen là một công nghệ mà rất là tuyệt vời, mang đến một bước đột phá, cải thiện sắc đẹp, cũng giống như là lấy lại cái sự thanh xuân cho chị em phụ nữ cũng như là đàn ông một cách rất là nhanh chóng, hiệu quả và an toàn. Thì Hương là một người rất là yêu cái đẹp, cũng rất là sợ về tuổi tác, cho nên chắc chắn Hương cũng đã từng trải nghiệm qua công nghệ là kỹ thuật căng chỉ collagen. Và bản thân Hương thì cảm nhận đó là một cái điều rất là tuyệt vời, bởi vì nó không gây đau, không gây dị ứng, cũng như là cái thời gian phục hồi rất là nhanh. Cho nên là Hương cảm thấy rằng là nếu như mình có muốn được trải nghiệm lại thì Hương cũng sẽ chọn công nghệ là căng chỉ collagen.